Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục từ game Đảo Kho Báo và OK. Ở video này mình sẽ chơi cái series mới nha anh em. Cái series nông dân mỗi ngày nạp 20k. Và hiện tại giờ cái server giải bóng 6 đã ra mắt rồi. Anh em chúng ta sẽ chiến thôi nào anh em ơi. OK, mày là Phó. Mình đã chuẩn bị sẵn mấy cái thẻ rồi anh em à. Xíu mình sẽ nạp vô luôn. Để dành mỗi ngày nạp 20k. Sau đó thì cái ạc này mình đã tạo lại một cái ạc mới hoàn toàn. Sau khi mà mình chơi xong á thì mình sẽ tặng cho anh em mấy cái ạc nha. Anh em nào mà nhanh tay thì lụm thôi. Tại vì cái ngày cuối cùng anh em, ngày cuối video cuối cùng mình sẽ show luôn cả cái ID với lại cái mật khẩu ra. Anh em nào nhanh tay thì lấy và chiến nha. Còn anh em nào mà chậm tay thì đừng lo, mình sẽ còn ra nhiều cái series khác anh em. Ví dụ như là series mỗi ngày nạp chỉ nạp một lần duy nhất, 20k xem được cái ạc như thế nào, hoặc là chỉ nạp một lần duy nhất 50k, hoặc là nạp một lần 200k ăn luôn 3 ngày nạp đầu. Đó. Tùy theo cái series mình sẽ làm cho anh em xem. Sắp tới mình sẽ ra thêm nhiều series mà sẽ tặng ạc cho anh em và vẫn review ạc của anh em và vẫn ra mấy cái video về những cái ạc VIP xíu cho anh em xem nha. Mình sẽ kết hợp làm như vậy thì nó sẽ đỡ chán hơn, nếu mà mình cứ review mãi thì nó hơi bị chán quá. Hoặc là review quay mấy cái mới hoài thì nó cũng hơi chán ha. Mình sẽ làm luôn cả mấy series cũ cho những anh em nào mà mới bắt đầu chơi game này cũng có thể là tham khảo thử luôn. OK, lúc đầu thì nó hơi nhàm chán chút xíu anh em, nhưng mà anh em cứ đợi mình tí xíu nha. Giờ cũng chả biết làm gì hết, ngồi tâm sự với lại anh em cho vui thôi. Đây, mua sẵn mấy cái thẻ hết rồi nè anh em. Nạp thành công mấy cái thẻ game nè. Nhưng mà mấy cái thẻ này xíu mình sẽ nạp vô rồi, cho nên là mấy anh em không có nạp vô được nha. Xíu nữa mình sẽ đập vô luôn rồi. Đây, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ... Ủa, cái nút bỏ qua đâu ta? Nó không cho mình bỏ qua. 69 Gaming Nông Dân hay ATM 1 đi. Rồi, OK. Chiến thôi anh em à. Bỏ qua được nè. Nó kêu mình chiêu mộ một con tướng để xem thử kit về chai anh em à. Rồi, OK. Xong, làm gì tiếp giờ ta? Âm thanh, hệ thống này kia các kiểu. À, tắt nhạc rồi anh em. Mình sợ cái nhạc nó dính bản quyền thôi anh em, chứ không có gì hết á. Ngoài Nami, biết ngay anh em, lúc nào cũng vậy anh em. Lúc nào mới vô game cũng là Kid Nami làm tới anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ nạp thẻ cho luôn đi. Anh em đợi xíu nha. Ở đây mình mua thẻ sẵn thẻ hết rồi nè. Đây là cái email anh em. Còn cái mật khẩu nó dài lắm, nó dài thòn lòn như cái chân cầu Sài Gòn vậy á. Chưa có tài khoản nào chơi hết à. Đây, giải phóng 6. Đó, nạp vô mình sẽ nạp tài khoản xu. Mình sẽ để dành xu từ từ 20k. Quên, lộn anh em, mình chọn nhầm. Tài khoản xu. Dẫn đây, cộng, dấu cộng. Rồi mình sẽ chọn phanh cạc. Đó, xong, copy. Series mặt thẻ. Nạp vô 20k. Nạp tiếp. Bữa nay không biết cái gói không đồng nó xuất hiện chưa nữa anh em. Hôm qua mình tối qua mình vô lúc khuya mình chả thấy gói không đồng đâu anh em ơi. Không biết bữa nay gói không đồng nó đã lòi ra chưa nữa. Rồi, OK. Ở video này mình sẽ kết hợp chung với ông chuối, cho ông chuối ông cày tiếp anh em. Mình qua đây mình lưu bu quá cho nên là những lúc mà mình quay video thì mình sẽ, nói chung là cũng không có gì hết. Mình đưa cho ổng rồi, ổng đi quét ải rồi đi khiêu chiến boss tổ đội, đi này đi kia làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày tiếp anh em. Đó. Rồi, xong, có 60k anh em à, 60k xu nè. Bây giờ mình sẽ khoan đợi xíu đi. Đợi xíu mình phải vượt qua được một cái ải nào đó thì mình mới mở được mấy cái sự kiện ra được anh em, 2.4. Đó, 2.4 mình mới mở được mấy cái sự kiện này ra, sau đó mình mới soi cho anh em xem là mình sẽ làm được những cái gì. Last sale. Rồi luôn anh em ơi. Hôm nay nhỏ quá, hôm nay không có cái sự kiện nạp siêu cấp nữa chứ. Không biết một xíu mình làm nhiệm vụ lên thì nó có lòi ra cái sự kiện nạp siêu cấp hay không nữa thì mình không biết. Thì để xíu mình tính sau. Úp cho con kit lên đỡ luôn đi. Một xíu là mình nạp vô và mình sẽ kiếm mấy con tướng xịn sò hơn xíu và vô chơi. Lại tiếp tục vượt ải tiếp anh thôi anh em. Đội hình ra chặn còn trống. Trống chảy. Đó, OK, xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành quét ải nha anh em.
2000 years. Ok anh em ơi, cuối cùng xong được cái chương 2.4. Đây, nên chúng ta sẽ ra ngoài và soi thử. Chúng ta mở thêm cái sự kiện rồi nè. Đây, mở sự kiện ra rồi. Đăng nhập ngày 1 nhận Mihao. Ok. Và còn mấy cái chỗ nó phúc lợi nè, nhận luôn. Còn lính nó sẽ hướng dẫn mình đi phân giải nó. Quà nạp. Ủa, mình chưa nạp gì hết trơn mà nó cũng có quà nữa hả? VIP, à VIP 2 anh em à. Còn chỗ nào nữa hay không ta? Lễ Tết. Wow. Nhiều lắm anh em ơi. Rồi, ok, bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành nạp thôi. Xong bây giờ anh em chúng ta sẽ ra ngoài và chọn server giải phóng ATM 20k. Rồi, ok. 20k xu. Nạp cho anh em. Phẹt. Vô. Rồi, ok, thành công anh em, còn lại 40k mình sẽ chia ra lại hai ngày kia. Ngày thứ hai với lại ngày thứ ba mình sẽ nạp vô. Ok anh em ơi, xong nha. Last sale cộng đồng. À, mấy chỗ này quên nữa anh em, vẫn còn một cái chỗ nữa, đó chính là anh em đầu game này phải nhập gift code chứ anh em. Bây giờ sẽ nhập cái gift code mới, thức tỉnh Kaido. Kaido, ok, gift code tuần mới anh em. Ủa phải hả, sẽ GC phải thức tỉnh Kaido không ta, anh em đợi xíu nha. Sorry anh em, cái gift code là Kaido thức tỉnh chứ không phải là thức tỉnh Kaido anh em à, nhầm lẫn tí xíu đó. Hai cái chiếc mộ định vàng luôn. Bây giờ mình sẽ nhập hết cái đống gift code này vô. Ở đây mình để sẵn hết rồi, anh em chỉ việc copy qua và dán vô thôi. Đó, khá là dễ. Ủa, rồi xong. Không dán được á. Đâu đâu nó bị lỗi kỹ thuật tí xíu anh em. Đây, bây giờ mình cũng chẳng cần phải soi là, mấy cái phần quà là gì hết. Anh em cứ nhập vô hết đi. Và anh em tự xem nha. Tại vì mình soi nhiều quá cho nên giờ cũng lười soi lại anh em. Ngồi đọc lại tốn thời gian quá. Bây giờ mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này luôn. Ok, gift code vẫn còn xài được toàn bộ nha anh em. Không có nào mà không xài được hết á. Đó, được mới tài nguyên rồi. Bây giờ anh em chúng ta sẽ vô đây và xíu nữa mình sẽ nhận hết cái đống này, sẽ nhận được mỗi thứ 200 ngọc này kia các kiểu. Nạp vô xong thì phải đi nhận quà chứ anh em. Đây, gương trang bị Chopper. Ok, mình sẽ lấy cái gương này, mình sẽ cho con cái nhiệm vụ chính nhiều dữ rồi anh em, nhận hết luôn. Ok, húp hết luôn anh em ơi. Tới qua cái lễ Tết. Lễ Tết ở đây. Trời, hình xăm 7 sao anh em à. Vãi trưởng. Ngon lành củ hành luôn, húp luôn và ngay luôn anh em. Còn cái chỗ ưu đãi quà nạp nhận luôn, hốt luôn. Hôm nay còn cái gì để làm đấy không? Vòng quay nạp luôn anh em à. Ra con Gozer đi. Gozer 10.000 ngọc. Ô, quá đã anh em à. 10.000 ngọc luôn anh em ơi, quá đã. Còn gì bằng nữa anh em. Bây giờ anh em chúng ta sẽ làm cái gì tiếp bây giờ ta? Hiện tại bây giờ mình chưa có con A nha anh em, chưa có con A. À, hơi khó nha anh em, không lẽ bây giờ mình nuôi trang bị hao trước anh em. Hiện tại giờ chưa có đổi qua trang bị được. À được rồi anh em. Hình xăm 7 sao. Anh em không thích thì có thể là phân tách nó ra và lấy mấy cái hình xăm thành hai cái hình xăm 6 sao xài cũng được. Hai cái hình xăm 6 sao mát lép anh em cũng lên được lực chiến khá là nhiều quá anh em. Đây bây giờ mình sẽ lấy cái bộ trang bị này cho con Mi Hao đi. Lấy cái bộ này cho Mi Hao mặc trước đi, xíu mình sẽ kiếm và sẽ tính sao. Wow, 10 cái bộ truy nã. Bây giờ mình sẽ lấy con gì bây giờ ta? Nami God anh em à. Lấy Nami God đi. Nami God hả? Khi gần 6 cái là đủ anh em. 6 cái, nhiều 6 cái đủ thức tỉnh này. Xíu nữa mình chiêu mộ nhà hàng nó ra Nami God đầy mà anh em. Tại giờ mình muốn lấy sớm cho vui thôi anh em. Nhưng xíu mình chiêu mộ nhà hàng là nó ra phủ phê. Xài không hết. Ủa còn thiếu một cái hả? À, tại vì mình chưa có tướng anh em. Tại vì mình chưa có tướng cho nên là nó thiếu hình cái. Zogo được chiến nó cũng ảo anh em. Đầu game anh em lấy full sao cho em đó. Để mà lấy cái danh hiệu cũng được. Danh hiệu gì ta? Kiếm gì? Kiếm dương hay kiếm thánh gì đó anh em. Moria, được một con Moria nè. Thăng sao cho em luôn. Rồi ok. Thăng sao luôn. Để mình xem thử ngày đầu tiên mình sẽ lên được bao nhiêu lực chiến anh em. Anh em hãy chờ mình xem thử ngày đầu tiên. Chắc là bữa nay mình không có, chắc phải ra tới 2 video ngày đầu tiên xem nữ là nó sẽ được bao nhiêu lượt chiến anh em. Tại còn phải quá trình cày cuốc này kia các kiểu nữa. Và đặc biệt là phải vô trong shop giảm giá và mua hết bia. Mua hết bia nha anh em. Mua hết bia luôn. Đó, sau đó anh em chúng ta sẽ đi đua top item và mình nghĩ là chơi luôn cái sự kiện thâu tóm luôn anh em à. Quét xong mà chơi thâu tóm luôn. Để mà kiếm thêm mớ bia nữa mà để mà chơi tiếp anh em. Chứ hôm nay không có sự kiện nạp siêu cấp nó hơi bị tiếc anh em à.
Nãy có sự kiện nạp siêu cấp thì nó ngon rồi. Siêu cấp thì nó cho anh em một mớ đồ chơi nữa. Hôm nay đen vãi không ra được cái sự kiện nạp siêu cấp. Rồi đứng hình luôn anh em ơi. Anh em đợi tí xíu nha. Rồi ok, tiếp tục chiến đấu thôi anh em. Nãy là bị đứng hình tí xíu. Bây giờ anh em chúng ta sẽ vô nhà hàng và chơi chiêu mộ linh vàng. À mình còn một mớ ngọc nè. Bây giờ mình sẽ mua hết đống chiêu mộ linh vàng rồi luôn. Anh em đợi xíu, nãy đang mua bia nó bị đứng hình. Bây giờ mình vô trong nhà cái vòng quay tích tiêu, mình quay một phát mình sẽ nhận được thêm 5k ngọc nữa, 25 cái chiêu mộ linh vàng nữa anh em à. Trời ơi game dễ vãi. Đúng là nạp vô nó có khác anh em à, không phải lắng lo suy nghĩ nhiều. Ngày đầu tiên mà kiếm được mười mấy ca bia rồi anh em à, 20 mấy ca ngọc luôn. Bia rồi 1500 ESP trận pháp chắc chắn luôn anh em à, 100% luôn á, không chạy đâu được. Ok nha anh em, xong nha. Giờ anh em chúng ta sẽ vô trong nhà hàng và chơi thôi. Trời ơi 1000 mấy chiêu mộ linh bạc luôn, sẽ xả xong cái này sẽ được thêm khoảng vài chục thùng bia nữa anh em, 84 chiêu mộ linh vàng. Trời ơi, xả hết cái đống chiêu mộ linh vàng này phịch đít luôn. Ok đầu tiên là em Rokodai, trời ơi còn 83 cái nữa, xả nó hơi bị lâu nha anh em, anh em chịu khó ngồi đợi nha. VV rồi Magellan luôn, đấy Mr. 2 luôn. Rồi ok tiếp nha anh em. Bây giờ thì có mấy con tướng mới cho nên là nó bắt mình phải xem cái này. Đây, không bỏ qua được anh em. Đây phải giống nít vô dấu ít. Lát mình chiêu mộ hết mấy con này đi rồi xong rồi sau đó nó sẽ không ra tướng mới nữa thì mình chiêu mộ nó sẽ khỏe hơn. Alon. Xem nữa còn con gì nữa hay không. Đó này nè. Xíu nữa nào ra tướng mới thì nó mới bắt đầu nó nhảy lên cho mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ list nhanh luôn xem xíu nữa mình sẽ ra được những cái con tướng gì đây. Bây giờ bắt anh em ngồi xem với mình thì nó hơi tốn thời gian quá ha. Hay là cái đoạn này mình sẽ tua nhanh đi anh em, mình sẽ tua nhanh cho anh em xem nha. Wow Akainu, con tướng đỏ đầu tiên. Con tướng đỏ đầu tiên mình chiêu mộ ra nha anh em, chứ trong cái đội hình mình có con Mihao tướng đỏ rồi. Con này là cái tướng đầu tiên mình chiêu mộ ra thôi. Để anh xem để ra gáp nó mới ok anh em. Nhà hàng vẫn chưa update tại anh em biết chừng nào game mới update nhà hàng này, thêm tướng vô cho anh em mình vui nữa. Jin B, Thác Vũ Hải, Jin B và Marco luôn anh em à. Con tướng đỏ thứ hai anh em à. Tướng đỏ thứ hai. Trời Thánh Usopp, chùm nhất game. Kaku. Bà già là Suru. Kaku nữa anh em à, lại là Kaku. VV, Moya với lại Kaku. Xem nữa em, A Long, được mỗi A Long thôi anh em. Ô mình chiêu mộ cái này được tới khá là nhiều lần đó anh em à. 8 mấy vé là tương đương với lại 800 mấy chục lần đó ta. 10 một lần, một vé là 10 lần anh em à. Vé là 10 lần thôi. 10 vé là 100 lần, 100 vé là được 1000 lần rồi được là 800 mấy chục lần đó anh em. 800 mấy chục lần thì mình sẽ nhận được những cái móc gì ta? Không biết là có ăn được cái móc hình xăm không ta? Nếu mà ăn được cái móc hình xăm thì mình khỏi phải tách hình xăm hồi sĩ khí mình vừa nhận được ra mà chơi luôn thì nó sẽ ngon hơn. Con gì ở đây? Lucy anh em à, Lucy. Drop Lucy. CB9 anh em. CB9 là đúng rồi, CB9. Còn bây giờ là có CB0 anh em, CB0 á. Nó đang ở Wano mà cái tuổi nó cũng cùi bắp anh em. Nhiều người bảo là do cái tuổi CB9 này nó nâng cấp lên được con Akainu nữa kìa anh em. Nhưng mà mình cũng chưa biết bộ mặt thật của cái thằng mà cầm cái mặt nạ là ai đó, anh em đeo mặt nạ chứ. Thằng đeo mặt nạ là ai nữa. 40 cái chương mộ linh vàng đó là sẽ kết thúc rồi anh em ơi. Wow, gáp anh em à. Được một con gáp, một con gâu trắng luôn anh em à. Ôi, thơm vải trưởng, nông dân, người nông dân may mắn. Anh nông dân may mắn và ra được hai con tướng xịn sò vải. Người đàn ông mạnh nhất thế giới và người đàn ông có cú đấm mạnh nhất thế giới. Rồi chỉ còn lại hai vé thôi anh em, một vé cuối cùng anh em chúng ta đã hoàn thành được cái trả vé chiêu mộ và mở mấy cái điểm ra luôn. Bùa ghen, 20 thùng bia đá 7 màu. Rồi ok xong phí niệm nha anh em chúng ta sẽ tổng kết là được những cái gì đây. Moya đằng sau lên được nè, trời ơi Moya lên được một đống luôn anh em, nhận được một đống Moya luôn nè. Gáp nè, Marco nè, Akainu nè, gâu trắng nè, xem nữa còn con nào nữa không nha anh em. Hết rồi, Marilyn. Ok lấy con Moya cũng được anh em, mình rất là thích Moya tại vì Moya có cái khả năng khóa chiêu anh em. Giờ mình sẽ chuyển con nào đó qua cho con gáp, mình sẽ chuyển con kit đi, kit mình sẽ chuyển qua cho con gáp.
gáp nó mất tiêu rồi ta. Đại ca gáp rồi, chắc túc bên dưới quá. Đây, ok gáp anh em. Kit Luffy kit, Luffy kit mình sẽ chuyển qua cho con Nami God, và bây giờ mình sử dụng tạm cái đội hình này thôi. Đây Mihawk đột phá lên luôn. Ủa không có nguyên liệu để mà đột phá nữa, không có mấy cái gương rồi ta. Thôi để xíu mình sẽ tìm sao đi anh em, tìm sao đi. Hiện tại thì bây giờ mình nhận phần thưởng đã anh em, phần thưởng tích chiêu mộ đỉnh vàng đó, được một mớ mấy cái cuộn hình xăm. Hình xăm mình như 5 sao thôi anh em à, 5 sao thôi đó. Ok chắc mình phải tách cái hình xăm kia ra để mà lấy food nè, đập cho mấy cái hình xăm lên thôi anh em. Để mình xem để mình sẽ cần bao nhiêu cái nữa để có thể là mở được cái cuộn hình xăm 6 sao đó. 84% rồi anh em à, gần đủ rồi, city nữa đủ. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình chơi dài cái sự kiện hay là mình đủ rồi anh em, cho nên là mình cũng chẳng cần phải tách đâu. Tạm thời trước mắt là như vậy thôi. Rồi tách xong đi, nhìn nó hơi ngứa mắt một xíu. Ủa đang đeo hình xăm, đang đeo cho nên không có tách được anh em. Đợi xíu nha anh em, mình sẽ tách ra để cho tem nó châu châu một xíu, mình đi dược ải cho nó mướt một xíu anh em. Tách ra rồi, ok được cái hình xăm hồi sĩ khí nè. Mình sẽ úp lại một cái hình xăm hồi sĩ khí khác, anh em đợi đi xíu nha. Cuộn hình xăm 4 sao xài đỡ thôi anh em. Ok vô đây và tiến hành úp lại mấy cái hình xăm anh em. Anh em đợi xíu nha, mình úp lại mấy cái hình xăm đó đã. Hình xăm nè, ở đây có sẵn mấy cái hình xăm 5 sao hết rồi anh em. Bây giờ mình sẽ úp lại vài cái hình xăm mới thôi, hoặc là mình sẽ úp mấy cái này lên 6 sao. Hiện tại thì bây giờ mình đang có khá là nhiều SP rồi anh em à. Đây cái này bây giờ mình sẽ cho em lên 5 sao luôn, hai mấy ca luôn anh em à, hai mấy ca luôn đó. Mình cho một cái lên 6 sao đã anh em. Dung hợp hai cái này lại cái đã. Ủa cái này 5 sao á, à cái này 5 sao anh em à. Thôi xíu mình sẽ chuyển qua sao, bây giờ mình sẽ cường quá này đến đã, cường quá mấy cái này lên, dung hợp lại đó. Ok wow được một cái hình xăm này nó mới ghê chứ anh em. Thêm một cái hình xăm này nữa, cái hình xăm này thì xíu mình sẽ dùng để mà trộn lại với nhau lên được cái hình xăm 6 sao luôn. Khỏi nó không phải lên là chuyển qua, chuyển tới chuyển lui nó lại xíu mình lại không ra được cái hình xăm nào hết á, thì mình sẽ sử dụng để mà chuyển qua. Không biết là đủ để mà chơi nó hay không anh em. Anh em đợi xíu nha. Dung hợp với lại này đi. Và không phép ha. Xíu nữa mình sẽ chuyển cái này qua, bây giờ mình sẽ dung hợp cái này lên đi. Hợp cái này lên, gộp vô, dung hợp vô đó. Ok không ra được cái hình xăm hồi sĩ khí ta. Hiện tại bây giờ mình chỉ được có hai cái hình xăm hồi sĩ khí thôi, chắc là xài đỡ thôi anh em. Ở đây có hai cái hình xăm 5 sao nè, bây giờ mình sẽ dung hợp lại, mình sẽ bỏ bớt một cái, mình sẽ bỏ bớt một cái anh em à. Đây cái nào mát lép đây, dung hợp, dung hợp tách xíu, mình sẽ tách nó ra cho nó về 4 sao luôn anh em à. Mình sẽ tách nó ra cho nó về 4 sao, bỏ bớt cái này đi. Ok xong, anh em cứ như vậy làm tới thôi anh em đó. Vô đây hình xăm để em sẽ không ra được cái hình xăm 4 sao hồi sĩ khí nào hết anh em ơi. Đen vải 1 2 3, chắc mình sẽ úp thêm một cái nữa, mình kiếm hình xăm hồi sĩ khí anh em. Hình xăm hồi sĩ khí để mình lắc mình đi vượt ải cho nó khỏe một xíu, chứ không có hình xăm hồi sĩ khí đi vượt ải nó mệt lắm, tốn thời gian lắm em à. Đây dung hợp mấy cái này lại với nhau luôn. Không biết cái server nãy ra lúc nào nữa nè. Đây cái hình xăm này mới đầu chặn vô được một đống sĩ khí, 70 điểm sĩ khí thì cũng được đi. Xài tạm anh em. Cường quá mát lép luôn, không biết là đủ mát hết hay không đó nè. 4k anh em à. Ờ cái này mát lép rồi. Tới cái này k mấy. Tới cái này thôi. Đó, ok. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu anh em ơi. Bây giờ mình sẽ gắn cái hình xăm hồi sĩ khí này cho con Mihawk đi. Xong cái đế này là cho con gáp Nami God. Nami God cho em nó hồi sĩ khí luôn đi. Moya, Moya lấy cái giảm sát thương rồi, con vật lý phải chịu. Nói chung là lấy xài tạm thôi anh em, xài tạm thôi chứ giờ cũng chả có đồ đạc gì cho tụi nó đâu. Mặc nhanh vô, đột phá lên lớp 40 sẽ mở cái tính năng này anh em. Wow, chưa chân mà lên 6722M rồi anh em à. Không biết một xíu nữa sẽ lên cỡ nào đây anh em. Chơi hết ngày hôm nay không biết là sẽ lên được bao nhiêu lượt chiến đây anh em.
thì tới đó mình sẽ cập nhật cho anh em xem nha. Tạm thời trước mắt thì nhiêu đây thôi, và anh em chúng ta sẽ không, chắc mình sẽ dồn vô quay một ngày, một sau đó ngày mơi, chắc là ngày mơi mình sẽ up lên em. Chứ hôm nay là chắc là sẽ không kịp đâu, hoặc có thể là chiều chiều mình sẽ up lên. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đi vượt ải thôi, vô test thử cái ải xem thử như thế nào anh em à. Đây gáp đi hao nam bị gót cho mấy con này lên trước luôn đi, rồi xúc thôi. Xíu nữa có thể là mình sẽ bỏ Nami thường ra, mình sẽ lấy mắt cô vô cũng được anh em. Đó, quá nhanh anh em à, sọt phát một chích sạch luôn, chả bù nãy quýnh hơi tốn thời gian xíu. Ủa cái đội hình mình có sẵn hết rồi mà. Ủa cái này là gì ta, ủa tướng nó mất hết rồi. Ủa trắng tươi nè, ui nó bị lắc rồi anh em à. Anh em đợi xíu nha, mình thoát mình vô lại cái đã. Nãy nó bị lắc tí xíu anh em. Đây mình thoát ra mình vô lại thì nó bình thường rồi nè. Nãy tự nhiên nó mất tiêu hết chân tướng luôn, tưởng đâu tới công chuyện nữa chứ. Đó quá êm anh em à, đấm một phát chết sạch hết, khỏi mới tốn thời gian. Auto có được cái auto luôn rồi anh em ơi, chứ gặp hồi nãy mình phải quýnh rồi đợi biết lâu mới xong anh em à. Đạt lép 10 nè, có thể là mua quà được anh em. Mình xem được cái quà lép 10 là gì đây. 15 thùng bia, hai cụm chiêu mộ, cái này 1000 ngọc với lại gương. Thôi mình lấy bia đi anh em, nên mua bia, ưu tiên mua bia là hàng đầu anh em à. Càng nhiều bia mới đầu game, càng nhiều bia càng tốt. Cho đó anh em cứ xỏa hết rồi chơi full sự kiện thâu tóm mắt quỷ là xong rồi, tính gì tính. Ăn luôn cái đua top item luôn, bỏ qua luôn đi. Nhận luôn, nhận các cái phần thưởng luôn. Wow, mình thấy một cái cuộn chiêu màu linh vàng phải anh em. Ủa mình có cái gương nào chưa nhận hả? Hay ngọc anh em ơi, không biết là có khảm cho con nào được hay không á. Đây khảm cho mi heo, úp lên luôn, xanh lè xanh lét anh em ơi. Đó lên luôn, con gáp, con gáp mình khảm cho con gáp luôn. Không lẽ bây giờ mình bỏ Nami ra mình lấy mắt cô vô mắt cô vô khả năng đẩy này kia các kiểu, khảm luôn. Tăng sao Nami có thể tăng sao lên được nữa nè, tăng sao lên luôn. Đó chơi chân mà 5 sao anh em à. Gáp không phải là tăng sao được. Đồ đặc chế, úp đồ đặc chế luôn, quá ngon anh em ơi. Là đầu tiên mà như vậy là được rồi. Hiện tại giờ chưa có hình xăm 7 sao anh em, phải lên hình xăm 7 sao được chiến mình sẽ còn tăng lên thêm rất là nhiều anh em à. Không biết là có mở mấy lính hay chưa, chưa mở lính được anh em. Ủa nó nhảy là gì ta, tại giờ mấy này chưa mở, lép 4 mấy mới mở được anh em. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành là cày cuốc tiếp thôi, nhận hết mấy phần thưởng đó luôn. Phe chiến còn không ta, lép 40 không biết là bữa nay còn phe chiến hay không đó. Đây full hết rồi anh em à, tăng cấp lên hả. Đây chỉ là được có tí xíu anh em, nên được lép 10 là full này. Tại giờ cái đội hình của mình tại đang là lép 10, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là cày cuốc, làm mình cứ bây giờ mình sẽ tiến hành đi vượt ải nè. Sau khi mà mở được cái này mình sẽ vô khiêu chiến boss tổ đội, mình đi này đi kia hết luôn, tất cả các nhiệm vụ này luôn. Và sau đó mình sẽ tổng kết ngày hôm nay mình sẽ lên được bao nhiêu lượt chiến cho anh em cùng xem nha. A few moments later. Ok, tiếp tục nha anh em. Đã, hiện tại bây giờ mình đã lên được 55.54M rồi anh em ơi. Lượt chiến hiện tại bây giờ lên khá là khủng khiếp. Hiện tại bây giờ thì là lên được cấp 68 và hết sạch bia luôn rồi anh em ạ. Đây, xả hết chiêu một lệnh bạc luôn, lấy bia quét hết. Hiện tại thì bây giờ mình đang được 333 cái đồng hồ cát. Chả này, chả biết là có thể là đủ ăn full được cái sự kiện thâu tóm mắt quỷ không ở đây anh em ơi. Anh em cứ bình tĩnh nha. Không biết là top mấy đây anh em. Wow, top 1 anh em à. Top 1 Trừng Gaming. Ơi, ai bị chạy cũng là Gaming anh em à. Để mình xem thử có thể là ăn được cái top 1 này hay không nha. Rồi, ok, hiện tại thì bây giờ đồ đạc anh em hay hay sao. Đó, đồ đạc này kia các kiểu. Đây, cho anh em xem luôn. Cỡ cái hình xăm nào đó gắn vào cho con ai không ta. 6 sao anh em à. Mặc nhanh vô luôn đi đều đỡ vô đồ tạm bợ này kia các kiểu thôi anh em. Đó, hiện tại giờ đang sử dụng cái đội hình này. Ok, quốc nông dân thử cho anh em xem luôn. Chắc ngày mơi anh em, hôm bữa thì mình chơi cái ạc nông dân, nếu mà ngày đầu tiên là mình chỉ được có khoảng cái tầm mà không nạp thì chỉ có được khoảng cỡ 4-5 mời em. Còn bây giờ thì mình lên có thể là lực chiến nó gấp cỡ 10 lần em, nạp 20k vô lực chiến gấp 10 lần. Đó, anh em có thể là so sánh thử giữa nạp với lại không nạp nó sẽ chênh lệch nhau như thế nào. Rồi,
Ải thì đã đi được tới cái ải 16 và tất nhiên là còn nhiều chỗ chưa có nhận quà anh em. Đây, đó, coi thử có chỗ nào chưa nhận để mình sẽ nhận hết cho anh em xem luôn. Vẫn còn đi được tiếp nha anh em, dư sức đi qua cầu hết mấy cái chỗ này luôn á, tại giờ chưa đi thôi. Có nhiều cái chưa up xong nữa, xíu nữa mình sẽ show cho anh em xem còn cái gì chưa up nữa mình sẽ up hết cho anh em xem luôn. Vượt ải hiện tại thì giờ nói chung là quá là khỏe anh em, không cần phải suy nghĩ nhiều. Một cái ạt nông dân của mình mà mình còn đi được tới cái ải ngày đầu tiên mà mình còn đi tới cái chương mười mấy nữa mà anh em. Mà này ạt VIP thì mình nghĩ là ngày đầu tiên mình phải đi tới cái chương hai mấy ba mươi luôn anh em ơi. Đó là easy nè, khá là dễ. Ok, dễ quá anh em ơi. Nạp vô xong chơi khá là khỏe. Không biết là cái ngày thứ hai sẽ như thế nào thì chưa biết anh em. Hôm nay để mình xem thử. Nãy thì giờ nãy ông chú ông vô ông đi vượt ải giùm này kia các kiểu nè, ấy thật vạn dặm chưa đi hãy phải thật vạn dặm nữa. Ê chà, đây để mình đi thử hãy thật vạn dặm chắc là dễ mà em bắn phát Akainu chết cắt rồi giờ nè, không cần bắn phát thứ hai nữa đó. Chứ trong ngày đầu tiên là anh em cứ quét hết ải, khi nào ải không đi được nữa, không đi nổi nữa, anh em chuyển qua quét đi hãy thật vạn dặm kiếm bia nữa anh em. Khi mà đạt tới mấy cái gương thứ 5 với lại gương thứ 10 anh em đó, thì anh em sẽ nhận được một cái hộp phần quà bên trong. Nó cái giá khá là bèo nha anh em, giá nó bèo lắm, như một hai thùng bia luôn mà nó chỉ có giá khoảng tầm 30 60 kim cương ngọc thôi anh em, khá là rẻ thôi anh em. Chứ bình thường anh em mua ở ngoài là trong shop đi thì nó khoảng có tầm một cái thùng bia đồng khoảng dao động khoảng trăm ngọc anh em. Nếu mà shop đúng rồi, trăm ngọc, nếu mà không phải thì ở trong kia thì như là ủa cũng là trăm ngọc luôn thì phải anh em. Ở trong cái chỗ phần mà gì ta, phúc lợi hay gì đó anh em, ở trong cái phần phúc lợi anh em vô đó mua giá giảm giá mỗi ngày á, thì mỗi ngày nó chỉ bán cho anh em thì thể cấp độ VIP của anh em, VIP 3 hình như VIP 2 VIP 3 gì đó, là em có thể là mua được một cái thùng bia với giá 100 ngọc. Để xíu mình sẽ mở cho anh em xem luôn. Đây tới cái gương thứ 5 nè, quánh sổng gương thứ 5 này có xác suất nhận được, có thể mua được bia nha anh em, mua được bia nha. Bây giờ thì không biết là kiếm ở đâu, ở đây kiếm bia ở đâu ra để mới thể chơi được ở đây anh em. Ngày bắn cũng chưa có mạnh lắm anh em, chưa có up đồ cho nó hết. Đây trời ơi, cái ESP kỹ năng, sau đó là đi tìm kho báu. Ở ông chuối ông chưa đi tìm kho báu nè, xíu ông sẽ đi tìm kho báu rồi đi hải tặc khiêu chiến boss tổ đội đó. Khiêu chiến boss tổ đội hiện tại bây giờ thì đã mở được cái con boss 60 rồi, hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ hàng ngày nha anh em. Hôm nay là cái ngày thứ ba, ngày thứ ba thì có hai kết bạn nè. Ngày thứ ba nha anh em, ngày thứ ba thì có thể là 6 ngày nữa, còn 6 ngày thế thì đủ chơi full được 100 rồi. Đây, chưa mở thâu tóm nha anh em, chưa mở thâu tóm. Chắc để xem thử ngày mới có ấy không. Đua top có nên đua top item với lại cái bạn này không? Bạn này hiện tại giờ đang lại được 319 này. Mình nghĩ chắc cũng nạp. Đó anh em, mấy bạn này chắc cũng có nạp nè. Mà sao được ít vậy ta? Nông dân này thì chịu rồi, nông dân này lên được 53 là hợp lý rồi anh em. Coi thử còn gì để mà mở được cho anh em xem mấy không nha. Anh em đợi xíu nha. Mở này ra hết luôn. Cổ ngọc anh em à, nguyên liệu giám định nè. Chiêu một linh vàng. À xíu nó mình sẽ đi tiếp cái vượt ải đi. Vượt ải để mình lấy thêm mới mấy cái chiêu một linh vàng nữa. Có một bạn hỏi là có cái chỗ để mà lấy cái hình xăm đây nè anh em à. Đây, cuộn hình xăm một sao nè, không nạp vẫn có thể là lấy được cái hình xăm nha anh em. Mới điều kiện là phải đi tới cái ải chương mười mấy á, mười mấy hay là mười mười mấy gì đó anh em, thì anh em sẽ mở gương đó và nhận được mấy cái mảnh hình xăm. Đây, khi mà anh em mở gương nè, mở mấy gương này có hình xăm anh em à. Mấy gương này thì mình không có mở được nữa cho anh em xem, vì vậy mà thì anh em cứ đi tới đó là mở ra sẽ được thôi. Wow, cường quá, lên thử ấy. 20 luôn anh em, lên được 20 luôn, giám định. Trời ơi, hết nguyên liệu giám định luôn rồi. Xác suất né 1%. Wow, ngon rồi nha. Ơi cái vũ khí của con ngâu trắng nè. Ngâu trắng hồi nãy chắc cũng không cần phải xài đâu. Chắc sẽ đưa qua cho con Mihao quá anh em. Mihao đi. Rồi, ok. Xem để còn gì để mà đeo cho tụi nó đi không anh em. Nhà ngục Impale Down anh em à, nhà ngục Impale Down. Ồ, ông chuối ổng đi hết rồi, không biết ổng có dùng ngọc để mua mấy cái gương không ta. Thường thì trong đây cái con quỷ bán đồ đa cấp ở bên dưới này nó hay bán mấy cái gương á nè, mấy gương trang bị ánh sáng bóng tối này kia kiểu á. Chắc ông chuối ổng không mua rồi quá. Nếu mà
thường là nó sẽ bán rất là khá là nhiều anh em à. Vậy là ông chuối không mua gọi anh em ơi. A 14,95m full kỹ năng hết rồi, full kỹ năng hết luôn. À, gọi con gá, con gấu trắng chưa nè. 56m rồi anh em ơi. 56m rồi. Ngày đầu tiên không biết lên được 100m hay không nữa. Mình nghĩ là có khả năng lên được anh em. Nếu mà bây giờ mình mở thâu tóm là mình đúng được kha khá đồ chơi ha. Giải đấu, để mình soi thử cái giải đấu anh em, để mình soi thử cái giải đấu nha. Wow, mới đầu vô cái bảng A là gặp được Rian thôi anh em à. NW bị vãi trưởng. Chung cụm với chung cái bảng với lại NW bị luôn anh em ơi. NW bị 78T, còn Rian thì 175T. Chà, trên nhau gần 100T anh em à. Không biết làm sao đây. Sẵn anh em chúng ta sẽ soi thử luôn. SS Mai vua cỏ nè. Lưu bị là Hoàng Long nè anh em, Hoàng Long. Ôi, hai xếp chung một dãy luôn mới căng chứ anh em. Double Bingo nè. Chùm Mafia 6793T, Ben Whistle 127T. Ben Whistle 39T thôi anh em à. ANBC 40T. Nợ lần là ai vậy ta? 43T tròn quay luôn. Nhìn khá là đẹp. Chunai 84T anh em à. Chùm cây chay 7,77T. Tứ Bất Tử 118T. Tứ Bất Tử như là Madaga phải không ta? Mình không nhớ nữa anh em. AETP1 37T. Ở đây có hai bảng thôi anh em. Có hai bảng, bảng A và bảng B thôi. Dũng X Lộc 54T. Trần Tăng 85T. Chùm Mafia 11T. Sói Bé Tí nè 16T. Trà Đá 5786T. Ồ cái bảng B này nó nhẹ nhàng vậy ta. 40T, Red Bet, là đúp tàn khốc, ở đây này có tàn khốc nha anh em, 139T, Lucky World 37T, mà bu ở bên đây thì nó có hai gương mặt, máu mặt anh em à, nhưng mà chia ra làm hai bảng, chứ nó không có nằm chung bảng giống như bên kia, Lưu Bị với lại Gian, còn bên này thì nó chia ra làm hai anh em ơi, chỉ là có một cơ hội duy nhất để có thể tiến vào vòng trong thôi, chứ nó không còn ba cơ hội nữa, nếu mà đúp Lưu Bị gặp với lại Rian á, trong chung kết này thì có sẽ có 3 trận lần. Phần này nó chỉ có một trận duy nhất thôi anh em à, một trận duy nhất thôi. Quyết định sống còn giữa hai cao thủ. Mbu 149T. Wow. Zaguza lên gần 150T được gọi anh em ơi. Thiếu Việt Joker nè, 46T, Desinat 78T rồi. Wow, mấy ngày nào review ạc của Desinat thì cũng không có cao lắm mà bây giờ lên được khá là nhiều được chiến anh em ơi. Rian Quy nè, 17cm, 92,24T, Cấp Thành Cây 95T, Thỏ Sinh 16,33T. Wow, cái giải đấu trọi châu nó có khác anh em à, toàn là cao thủ với lại cao thủ thôi. Cái bảng A này khá là khó đoán anh em. Không biết cái đợt này ai sẽ là nhà vô địch nữa anh em ơi. Riêng mình thì mình cảm thấy là Rian vẫn còn lợi thế hơn rất là nhiều anh em. Không biết làm sao nữa, rất là khó đoán anh em ơi, rất là khó đoán, cho nên là cũng không biết sẽ tắt tay vào ai đây. 10k ngọc nữa, 10k ngọc nữa sẽ quay, chắc chắn sẽ vô được cái 10k SP trận pháp rồi anh em ơi. Không biết ổng úp trận pháp chưa. Wow, úp trận pháp rồi luôn rồi anh em ơi, chưa có ngọc ngà gì hết á. Để xem thử các bạn top 2, bạn có đua top như thế nào đây. Gaming ATM 1, mỗi ngày mình chỉ nạp 20k thôi, bây giờ bạn nó muốn đua làm sao thì bạn nó đua thôi, chứ mình cũng chả nạp hơn được anh em ơi. Tại vì cái series này là cái series mỗi ngày chỉ nạp 20k thôi, chứ không thể nào mà nạp nhiều hơn được. Đây show cho anh em xem luôn, chỉ mới có nạp 20k ngày hôm nay thôi, nó chưa nạp gì hết nha anh em, chưa nạp thêm gì hết nha. Để hôm nay mấy anh em lại bảo là sao có nạp thêm nữa hay không nữa. VIP 2 anh em ơi, chưa lên được cái VIP 3 nữa nè. Cần bao nhiêu đây, trời ơi 600 mới có thể lên được VIP 3 anh em ơi, quá là nhiều luôn á. Ngày mai mình sẽ lại thử nhân phẩm tiếp đây, hết chân bia không còn gì để làm hết, và bây giờ mình sẽ tiếp tục vào đi khiêu chiến bắt tổ đội nè, tủ tàu chiến rồi hải tặc quặng dặm tìm kho báu. Rồi xong, bây giờ mình chỉ đi ba cái này nữa là xong luôn, là hết ngày anh em. Lại giờ chẳng còn gì nữa, tối đi liên đấu thêm một cái nữa, không biết là chưa ông chuối ông có đi liên đấu hay không anh em. Ôi chưa, nay ông có đi liên đấu không ta? Hình như là không thì phải anh em. Đi đơn đấu là được thêm mớ đồ chơi nữa nè.
Chắc là ông không đi liên đấu rồi. Ok, vậy thì tối nay mình sẽ đi nha anh em. Tối nay mình sẽ đi liên đấu luôn. Nhận nạp. Mình nạp 60k là mình có thể là ăn được full cái mốc này rồi anh em à. Đó. Nếu mà ngày hôm nay mình nạp vô thẳng 50k luôn á, mình sẽ bằng ngày thứ ba là mình sẽ ngon lắm nha anh em. Đây, từ ngày 1 tới ngày thứ ba là mình sẽ hơi bị VIP luôn á anh em à. Ngày một nạp vô ngày đầu lấy con A luôn anh em. Rồi, ok, để mình xem được cái mốc chiêu mộ đặc biệt tới đâu rồi anh em. 97 rồi anh em ơi. Còn thiếu tí xíu xìu xiu nữa thôi là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ đi quét ải thôi. Mình sẽ quét ải thử xem như thế nào đây. Mấy cái ải sau nó sẽ cho thêm chiêu mộ lên vàng anh em. 97 hả? Chỉ gần 3 vé nữa thôi. 3 vé nữa là ăn đủ cái mốc lần 1.000 rồi anh em. Hiện tại giờ đã quét được 97 cái rồi. Còn 3 cái nữa thôi. Úi, đang quét nó hết bia rồi anh em. Rồi luôn, xong phim. Không còn bia nữa anh em à. Bây giờ mình sẽ chơi bên đây. Biết đâu được mình sẽ mở được một cái thùng bia cho anh em. Anh em hãy đợi mình thử nhân phẩm nha. Mình sẽ thử nhân phẩm xem nó ra được một cái thùng bia nữa hay không. Không ra nữa thì coi như là xong phim rồi anh em à. Xong phim luôn. Rồi luôn. Không ra thùng bia nào hết anh em à. Vẫn còn một chỗ để có thể làm mua bia được. Anh em hãy đợi mình một tí xíu. Mình sẽ vào trong phúc lợi và mình sẽ nhận chiêu mộ linh vàng anh em à. Đây, mua liền anh em, chỉ được một thùng duy nhất, một thùng duy nhất thôi nha anh em, một thùng duy nhất thôi chứ không có được cái thùng thứ hai đâu. Đây mình vừa mới nhận được một cái chiêu mộ linh vàng nữa anh em à. Đó, sử dụng liền. Wow, một cái gương trang bị nữa. Mình sẽ lấy cái vũ khí cho con ngầu trắng. Ngầu trắng mình sẽ... Ủa? Đây, gỡ cái này ra, mặc nhanh vô. Wow, full set luôn rồi. Full set cũng được nè, thôi cho con Nami đi anh em, cho con Nami mặc, hoặc là con Inel đi, cho con Inel mặc full set đi anh em. Rồi giờ lấy cái vũ khí vô cho con gấu trắng nó cứng cứng một xíu anh em à, cứng cửa xíu. Rồi úp cho cái bộ trang bị cho cái con Inel luôn đi, mặc dù nó cũng không có lên được nhiều hết, nó cũng cùi bắp thôi. Đó, lên được không có lên được nhiều hết trơn anh em à, cùi vãi chưởng luôn á. Đây xong, con nào cũng có vũ khí hết nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra lấy xem đã được con gì ở đây. Chà, Nami Vivi Zugo. Giờ chưa có đủ nguyên liệu để có thể là ghèn nữa. Bây giờ mình cần phải kiếm thêm một mớ chiêu mộ linh vàng nó mới đủ anh em. Hiện tại thì bây giờ mình còn thiếu một lượt nữa nha anh em. Không lẽ bây giờ mình sử dụng ngọc để mà xả luôn chứ. Thôi vậy thì uổng lắm. Uổng lắm anh ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quét ải thôi. Ok, cuối cùng thì ngồi muốn xể cặp mông thì cuối cùng cũng đã quét tới cái ải mà có được một cái mảnh chiêu mộ linh vàng đó anh em à. Đợi xíu nha, quét xong cái ải boss này là mình sẽ nhận được cái chiêu mộ linh vàng nữa, là mình sẽ đủ để mà ăn full được cái mốc 100 cái chiêu mộ linh vàng thôi nè. Còn lại thì ngày mai với lại ngày mốt thì mình sẽ tính tiếp. Xíu nữa mình sẽ show cho anh em xem thử, hiện tại bây giờ mình đang nằm ở cái top mấy của cái đuôi top item đây. Nếu mà mình lọt top sao quá thì mình sẽ chắc mình nghĩ mình sẽ chơi luôn cái sự kiện hậu tấm ác quỷ đợt này luôn, mình sẽ chơi luôn chứ mình sẽ không có đợi tới xong cái đua top. Nếu được và chắc mình sẽ ăn tầm cái top cuối cũng được anh em, giống như là ở cái series chơi nông dân á anh em, mình sẽ ăn cái móc cuối thôi, lấy 10 cái mảnh bản đồ thôi, không cần phải lấy 40 mảnh đâu. Ok, tiếp nha anh em. Đây, cái ải cuối cùng rồi anh em ạ. Ải này xong rồi mình sẽ được một cái chiêu mộ linh vàng, sau đó mình sẽ ăn full, sau đó mình sẽ tổng kết lại ngày hôm nay mình sẽ được bao nhiêu lượt chiến luôn. Từ sáng tới giờ anh em. Chắc nhiều anh em đang đợi xem đợi cái video mỗi ngày nạp 20k như thế nào phải không? Có nhiều anh em comment đợi sáng tới giờ.
Tại vì mình định ra sớm anh em, nhưng mà thôi, mình quyết định mình sẽ chơi thử như một ngày luôn, mình sẽ up hết toàn bộ tất cả mọi thứ, xem thử ngày đầu tiên mình sẽ lên được bao nhiêu được kiếm để cho anh em xem nó tổng quát hơn. Chứ làm sớm up lên thì cái lực kiếm cũng chẳng được bao nhiêu nha. Mình định là sáng làm cái mà chiều up một cái nữa, thôi mình phải dồn lại như một cái luôn đi, nó sẽ ok hơn đó nè. Kaido mới thức tỉnh xong nè, Kaido mới thức tỉnh xong với lại Sengoku vừa mới fit lại bộ kỹ năng, có khả năng quánh thẳng vô phần trăm HP luôn. Ôi trời, trâu vải trưởng đó nè. Hiện tại thì giờ mới thức tỉnh lên xong mà nó trâu lắm, nó trâu hơn con bò nữa nè. Đây lấy thôi một cái chiều đồng anh vàng, không biết hồi nãy mình lấy cái chiều đồng anh vàng ở bên kia chưa nữa, anh em đợi xíu nha, mình quay ngược lại mấy cái này mình lấy luôn. Đây cái này nữa, ủa vậy là mình lấy hơi rồi hả ta, chưa anh em ơi. Cái chiều đồng anh vàng ở đây nữa thì phải, ủa không phải ở đây nữa hả, sao nữa, ủa vậy là ở trước anh em mình đã lấy rồi, hiện tại bây giờ mình được thêm hai cái nè, mình sẽ mở luôn nha anh em. Magellan mở thêm một lượt nữa, xem thử ra được con gì đấy không, gọi luôn, không được con gì hết, anh em đợi tí xíu nha. Đó, ăn được cái móc này mình sẽ mở, mình sẽ lấy con A tiếp, mình sẽ lấy con A tiếp nha anh em. A, ok, hốt con A thôi anh em, chắc là không lên nổi 4 sao anh em, thử không, 3 sao anh em à, còn thiếu một mảnh nữa chứ, thiếu một mảnh nữa mới có thể lên được 4 sao, ui, đen vải trưởng. Rồi, ok, xong, 70m rồi anh em, lên được 70m rồi anh em đợi xíu nha. Mình sẽ xem để còn gì để up hay không, mình sẽ chắc mình sẽ up mấy cái hình xăm anh em. Hồi sĩ khí không, ok, được một cái hồi sĩ khí anh em, được một cái hồi sĩ khí nha. Hiện tại thì giờ mấy con tướng mình toàn là xài cái 6 sao không anh em à, không con nào xài 7 sao hết. Thì bây giờ mình sẽ chơi luôn, truyền thụ xem thử, cái này mình sẽ truyền qua cho một cái nào hết ta, truyền cho một cái nào đó mình sẽ up lên 7 sao, hoặc là sẽ 7 sao một cái thôi anh em, 7 sao một cái thôi. Thôi bây giờ mình sẽ tách cái này ra luôn, mình sẽ tách ra, mình sẽ lấy cái này chọn đây, mình sẽ tách cái mấy cái này ra luôn anh em, đợi xíu nha, mình sẽ tách hết luôn, chưa lại một cái thôi, chưa lại một cái anh em. Rồi tách ra mình sẽ lấy mở thử xem là ra được cái hình xăm hồi sĩ khí này không, đợi tí xíu nha anh em. Hồi sĩ khí không ra luôn anh em ơi, không ra được cái hồi sĩ khí nào luôn, rồi luôn không ra luôn anh em ơi. Hình xăm bây giờ mình sẽ up một cái hình xăm lên 7 sao đây anh em, đợi đi xíu nha, mình sẽ up cái hình xăm nào lên 7 sao đây ta, cái nào bây giờ, hiện tại bây giờ mình đang còn ở đây một cái hồi sĩ khí anh em, xíu mình sẽ chuyển qua hai cái hồi sĩ khí anh em à, xíu mình sẽ chuyển một cái 6 sao nào đó qua. Mihao hiện tại bây giờ đang xài cái 5 sao anh em à, đó cường quá mát lép anh à, dung hợp, mình sẽ dung hợp là cái hình xăm của Mihao lên 6 sao luôn. Bây giờ mình sẽ up một cái nào đó lên 7 sao nha anh em. Bây giờ mình cần phải up một cái nào đó lên 6 sao nữa anh em, 6 sao nữa. Ui. Bây giờ mình phải truyền qua cái nào đó qua đây lấy cái hình xăm lại anh em, lấy cái hình xăm lại cái đã. Anh em đợi xíu nha. Nó hơi tốn thời gian tí xíu, anh em phải tính sao cho nó hợp lý một xíu. Mình sẽ truyền đại cái này đi qua cái hình xăm 4 sao mát lép nè. Đó. Rồi, ok. Xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hình xăm. Hình xăm ở đây mình có một cái mắt lép rồi, bây giờ mình một cái mắt lép nữa anh em à, một cái mắt lép nữa nè, hai cái ha, hình như là phải nhiêu đây thì mới có đủ lên được 6 sao anh em à. Đây 5 sao rồi, cường quá mắt lép luôn, cường quá cái 5 sao luôn, từ đây cái 5 sao đây mắt lép luôn. Rồi sau đó bây giờ mình sẽ dung hợp lại, dung hợp lại, dung hợp nó vô. Rồi xong, bây giờ mình sẽ mình được một cái hình xăm hồi sĩ khí nè anh em. Ủa phải không ta, như không phải, đây cái này anh em, cái này chứ. Đó cường quá mát lép luôn, cường quá mát lép luôn anh em à. Rồi sau đó dung hợp vô, dung hợp vô cái này. Đó xong, mình được một cái hình xăm 7 sao rồi anh em. Cái hình xăm 7 sao này bây giờ mình sẽ truyền thụ lại cho cái hình xăm hồi sĩ khí này. Đó mình sẽ lấy cái hình xăm hồi sĩ khí luôn. Rồi ok, gắn lại cho con A thôi anh em, mình sẽ đeo cho con A cái hình xăm 7 sao. Mấy con kia thì hình xăm 6 sao được anh em. Mihao nè, hồi sĩ khí luôn. Nami God, hồi sĩ khí luôn. Rồi, xong. Up lép anh thôi anh em. Ôi chết rồi, tự nhiên mình up lộn vũ khí vậy nè. Cường quá đây nè. Đó, mấy cái này lên mát lép luôn anh em. Mát lép rồi.
còn uống Nami God chưa? Đây, xong. Còn lại 5.000 mấy cái SP là không biết là có đủ lên được một cái nào nữa không em. Hiện tại bây giờ đã lên được 93M rồi. 93M bây giờ là muốn lên, mình nghĩ chắc có thể là lên được 100M anh em. Ngày đầu tiên có thể là lên được 100M đó. Anh em đợi đi xíu nha, mình sẽ quét hết mấy cái ấy luôn. Đây, quét luôn. Mình sẽ quét hết bia xem phải lên được 70 không. Lên 70 mình sẽ up bên cái thiên thư luôn anh em. Mình sẽ up cái thiên thư cho anh em xem mình sẽ lên tổng kết ngày hôm nay mình sẽ được bao nhiêu được chiến nha. Úi, hết bia rồi anh em. Chỉ lên được có 69 thôi, chứ không lên được tiếp anh em ơi. Rồi luôn, xong phim. Vậy là ngày hôm nay chắc là chỉ tới đây thôi anh em. Chỉ là tới đây thôi chứ không lên được nữa. Không lên được 70 rồi anh em à. Chắc là sẽ chốt ngày hôm nay ở đây thôi quá anh em. Để mình xem đỡ còn gì để có thể up được chiến cho anh em xem đấy không. SP chẳng pháp. À, đây rồi anh em à. Mình sẽ up cái này lên để xem sao. Up mấy cái này lên thử xem mà lên được bao nhiêu được chiến cho anh em xem nè. 96 rồi anh em à. 96 rồi. Chỉ lên 96 thôi, không biết là lên được 100 hay không ở đây. 97 rồi anh em ơi. 97 rồi. Mấy cái này thì nó lên được chiến thập ít lắm, cho nên nó không có nhiều, cho nên là giờ chẳng chả biết sao nữa. Chả biết đủ hay không anh em. Rồi hết sạch sành xanh. Sạch sẽ, không còn gì hết. Bây giờ mình sẽ úp tới gì giờ ta. Anh em để ý xíu nha, mình xem để ý còn đồ đạc này kia các kiểu không. Còn gì để mà chơi nữa hay không à. Bùa SP. À bùa ghen, để mình xem để có thể là ghen được cái món nào không nữa anh em. Để xem xíu nha. Rồi, phải giám định xong thì mới có thể là ghen được anh em ơi. Giám định nè. Wow, còn thiếu mấy cái móng vuốt này. Bây giờ kiếm mấy móng vuốt này đâu ra giờ trời. Túi nguyên liệu giám định thì mình cũng đã hết rồi. Còn được có 100 mấy túi à. 100 mấy túi thì đâu được bao nhiêu móng vuốt anh em. Chắc là không lên nổi đâu. Không giám định full được anh em ơi. Đợi tí xíu nha anh em, giám định. Đây, chỉ lên được tới đây thôi. Hồi công 0.5 nè. Cộng hưởng. À không biết à, đã chưa tinh luyện anh em à. Đây, mình tiên luyện sẽ luyện xong chắc cũng không lên được bao nhiêu anh em. Tăng xa, tăng cấp. Mát lép chưa? Ai, lên anh em à. Lên 100M rồi anh em à, 100M rồi. Đồ đặc chế, tinh luyện. Ủa, lép 70 mới có thể tinh luyện tiếp hả? Tinh luyện luôn. Tinh luyện luôn. Tinh luyện thì nó chỉ tốn đồ thôi anh em. Đó tốn đá tinh luyện thôi chứ không có tốn ngọc. Đó. Rồi 100M, ngày đầu tiên lên được 100M thôi anh em. Không biết là các bạn top 1 là lực chiến bao nhiêu đây, top 10 chơi Trừng Gaming 831M, Nửa Đúp Tăng 612M, Vải Trưởng rồi nè. Mình xuống tặng top 7 luôn anh em à. Ui mấy các bạn này nạp kinh khủng khiếp người ta. Chà. Đây, trời ơi tự hào Việt Nam nè. Tự hào Việt Nam nè. Tự hào Việt Nam nè. Ui tự hào Việt Nam, hay cũng nạp nhiều quá chứ anh em ơi. Mình 20k đây cho nên mình cùi bắp hơn mấy bạn đó rất là nhiều. Không biết còn chỗ nào có thể kiếm ra được nguyên liệu giám định nữa hay không. Anh em đợi đi xíu nha, mình xem thử nha anh em còn cái chỗ nào để mà lấy nữa hay không anh em. Chắc là không còn chỗ nào nữa đâu anh em ơi. Chắc là không còn chỗ nào để có thể lấy được đồ chơi nữa đâu. Hết rồi. Cái dòng quay tiêu hôm nay là còn 10k nữa thôi, mình sẽ được một cái lượt quay anh em 10k nữa. Giờ mình vừa đủ 10k rồi anh em. 10k này bây giờ mình sẽ làm gì vậy ta? Hay là để ngày mai đi anh em, ngày mai mình sẽ chơi tiếp đi. Chứ bây giờ mình chơi mình cũng không biết xả vô đâu nữa, phải chi mình có cái thiên thư thì khỏe quá. Thôi, để ngày mai mình sẽ up cái thiên thư đi chứ bây giờ là muốn lên được cái lép tiếp theo nó cũng hơi bị lâu quá anh em à, 4k nữa mà bây giờ mình kiếm bia ở đâu ra để mà mình có thể chơi được đây. Chẳng còn miếng bia nào. Không còn miếng bia nào hết anh em. Thôi, chốt cái ngày đầu tiên ở đây nha anh em. Chốt cái ngày đầu tiên ở đây thôi. Bây giờ mình còn một chỗ nữa đó chính là chơi luôn cái sự kiện thôi tới mất quỷ thôi. Nhưng mà thôi, để dành đi. Rồi, ok. Thôi mình sẽ chốt cái ngày đầu tiên cái series nạp 20k ở đây thôi. Và hẹn gặp lại để video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu với cái ngày thứ hai series nông dân chỉ nạp 20k mỗi ngày ở cái tập 2 vào ngày mai. Và bây giờ mình sẽ kết thúc đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em nha. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em. Tạm biệt anh em.